Thưa quý vị, ngày 31 tháng 8, tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị không chính thức Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU, các bộ trưởng đã đồng ý một thỏa thuận hạn chế ở mức độ nhất định đối với việc cấp thị thực cho người Nga nhưng không đồng ý với lệnh cấm thị thực toàn EU của công dân Nga. Việc các bộ trưởng EU đồng ý thỏa thuận có những hạn chế nhất định đối với việc cấp thị thực cho Nga đồng nghĩa với việc công dân Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, như thời gian kéo dài và chi phí tốn kém hơn khi xin thị thực vào khu vực Schengen Vấn đề cấm thị thực trên toàn EU đối với du khách Nga nằm trong chủ đề chính của chương trình nghị sự các bộ trưởng ngoại giao EU. Tuy nhiên, các nước trong khối vẫn có những bất đồng về việc có nên áp đặt lệnh cấm thị thực toàn diện hay không. Các quốc gia EU bao gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Phần Lan hoan nghênh việc hạn chế cấp thị thực là một bước đi đúng hướng, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với Moscow trong khi Đức, Pháp và Slovenia đã lên tiếng phản đối đề xuất cấm visa Schengen với công dân Nga, cho rằng lệnh cấm nên được áp dụng chọn lọc thay vì áp với toàn bộ người Nga. Cộng hòa xét quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU đang kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn về vấn đề này. Trong cuộc họp báo sau hội nghị, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, Joseph Borrell cho biết, việc hạn chế cấp thị thực vào khối này có tác động thực sự, Việc này sẽ làm giảm đáng kể số lượng thị thực mới được cấp bởi các nước thành viên EU đối với công dân Nga. Đáp trả lại động thái này, Thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grudko cho biết, Moscow sẽ có các hành động đáp trả tương xứng đối với EU.